Chiều qua tại tổ hợp giải trí The Grand Hồ Tràm Strip, huyện Xuyên Mộc, giải vô địch cờ vua siêu chớp các câu lạc bộ quốc gia tranh cướp The Grand Hồ Tràm năm 2022 chính thức khép lại. Tham dự giải cờ vua siêu chớp các câu lạc bộ quốc gia năm 2022, gần 400 kỳ thủ khắp cả nước tranh tài 84 bộ huy chương, gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nữ, đôi nam nữ nội dung cờ chớp nhoáng và cờ siêu chớp. Kết quả, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xếp nhất ở cả ba hệ thiếu niên nhi đồng, thanh thiếu niên và trung niên với thành tích giành 37 huy chương vàng, 18 huy chương bạc, 30 huy chương đồng. Các kỳ thủ chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu cũng có một giải đấu khá thành công khi xếp nhì toàn đoàn ở hệ thiếu niên nhi đồng và hệ thanh thiếu niên. Thành tích của đoàn Bà Rịa Vũng Tàu giành được là 3 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 10 huy chương đồng. Giải vô địch cờ vua siêu chớp các câu lạc bộ quốc gia tranh cúp The Grand Hồ Tràm năm 2022 do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Liên đoàn cờ Việt Nam tổ chức có tổng giá trị giải thưởng khoảng 450 triệu đồng. Đây là dịp để các địa phương rà soát lực lượng chuẩn bị tham dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc, đồng thời cũng là dịp để quảng bá hình ảnh du lịch huyện Xuyên Mộc nói riêng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung.